Xin chào mọi người, ở video trước mình đã hướng dẫn mọi người móc xong hàm móc thứ 17 và nhồi xong bông của phần đầu thỏ. Thì đến với video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người móc lên hàm móc thứ 18 của phần đầu thỏ này nha. Lên hàm móc thứ 18 thì trước tiên mình sẽ móc một mũi móc đơn, sau đó móc một mũi móc giả. Và ở hàm móc này thì mình móc với công thức là một đơn một giảm nha. Cứ một mũi móc đơn mình sẽ lại móc một mũi móc giả. Và mình sẽ lặp lại công thức này cho đến cuối hàng. Một đơn, sau đó là một giả. Tổng cộng ở hàm móc này mình lặp lại công thức 6 lần nha. Sau khi đã móc xong thì mình móc mũi chuột vào chân mũi đầu tiên để kết hàng, sau đó cắt len. Vậy là như vậy, mình đã hoàn thành xong được phần đầu của thỏ rồi nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người móc phần chân của thỏ. Mình vẫn sẽ sử dụng len màu trắng. Sau đó tạo một vòng tròn ma thuật. Tiếp theo mình móc vào vòng tròn ma thuật này 6 mũi móc đơn. 2 3 4 5 và 6. Tiếp theo mình rút len. Sau đó móc mũi chuột để kết hàng. Lên hàng móc thứ 2, mình sẽ móc một mũi móc đơn, sau đó móc một mũi móc tăng. Và mình lặp lại công thức một đơn một tăng ở hàng móc này nha. Cứ một mũi móc đơn mình lại móc một mũi móc tăng. Sau khi móc xong thì mình móc mũi chuột để kết hàng. Sau đó lên hàng móc thứ 3. Hàng móc thứ 3 thì mình móc 9 mũi móc đơn. Mỗi chân mũi của hàng móc này mình móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Mình không tăng cũng không giảm mũi nha. Sau khi đã móc xong 9 mũi móc đơn thì mình móc vào chân mũi đầu tiên một mũi chuột để kết hàng. Sau đó cắt len. Tiếp theo thì mình cũng sẽ làm thêm một phần chân nữa nha. Mình sẽ vẫn sẽ sử dụng len này. Tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó móc vào đây 6 mũi móc đơn. Sau
Sau khi móc xong thì mình rút len, sau đó móc mũi chuột để kết hàng. Lên hàng móc thứ hai thì mình móc với công thức là một đơn một tăng, cứ một mũi móc đơn mình sẽ lại móc thêm một mũi móc tăng và lặp lại công thức này 3 lần thì sẽ hết hàng móc nha. Móc xong mình móc mũi chuột để kết hàng. Như vậy là mình đã móc xong hàng móc thứ hai của phần chân thứ hai rồi nha.